nắng nóng như này việc gì đâu hả em ơi, click xem đêm ngày bao chuyện hương vị của game show. Bạn đang cần giải trí, okay. Không màu mè hoang mỹ, Game Show TV mang tới phong cách hài hước rất thú vị, chuyện kể từ nhà ra ngõ, chuyện bé cho tới chuyện nhỏ, dù kể cả chuyện mấy anh thì liền cùng nhau chém gió, chém sóng như like, nhớ subscribe, Mình tí đời, cái gì? Chỉ vì hôm nay đi đón mày mà tao mới phải đi học muộn đấy. Khổ quá nhưng mà... Quá cái gì? Đi học muộn nốt lần này là ông bảo vệ ông không cho vào trường đâu. Không phải nhưng mà... Không phải cái gì nữa. Bây giờ mày muốn mày lên mày đèo gì? Trời nắng nôi thế này, mày thì chân ngắn, đèo bao giờ mới đến nơi. Khổ quá. Xe tốn xích của mày còn đạp cái gì nữa. Này, tại mày mới hôm nay đi học muộn đấy. Tại ai? Tại mày. Tại mày. Tại mày. Tại mày nhá. Tại tao phải đến đón mày ấy. Tại cái xe của mày đều ấy. Mày im mồm. Mày im mồm. Mày im mồm. Mày im. Mày im mồm đi. Thôi bây giờ thế này nhá, cả hai đứa cùng im nhá. Đứa nào mở mồm ra nói trước mất 20, chơi không? Chơi. Chơi nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Chị thua à? Chết rồi. Bác bảo vệ ơi, mở cho cái cổng. Anh ơi, em mời anh vào đây. Em xem mặt hàng này có được không ạ? Anh đang giảm giá đến 50% đấy anh ạ. Mà tính năng của nó thì vô cùng độc đáo nữa anh. Tôi nhìn qua là trong cửa hàng này không có sản phẩm tôi cần rồi. Tôi đang cần một bộ loa di động, cô có hiểu không? À, em xem đây. Được không hả anh? Khổ quá, tôi đã nói là tôi cần một bộ loa di động chứ không phải là cái loa này. Thôi, tôi sang cửa hàng bên cạnh. Anh thử xem cái này có được không hả anh? Cái nào? Đây ạ. Cái này á? Đây chính là cái loa độc nhất của bên em đi anh. Đây là loa á? Anh không tin hả anh? Anh xem nhá. Tôi chốt cái loa này. Tôi rất thích loa này. Nhưng mà này, thế cái loa này thì nó chạy bằng cái gì? Cái loa này khi mà hết pin, anh chỉ cần đút cho nó một miếng cơm thôi anh ạ. Ôi, anh nhìn thấy chưa? Thế tôi á? Vâng, đây chính là sạc pin của nó. Thôi được rồi, tôi chốt cái loa này. Tôi sẽ lấy nó. Làm thủ tục. Anh ơi, anh chúc em. Anh đem cái loa này ra thanh toán của em đi nhá. Thanh toán. Anh ơi, anh quên sạc pin. Em ơi, cho hàng vào giúp chị đi. Bây giờ chú bảo vệ không cho mình vào đâu. Phải nghĩ cách gì để đột nhập vào đi. Có cách rồi. Cái gì? Đây, bây giờ cho vào cái gì? Tao làm bệnh cho mày vào nhá.
Tôi vừa TV này. Người anh đi ra ngoài, chúng tôi bán hàng. Không mua TV thật. Thì anh đi ra ngoài đi. Không mua thật. Anh đi ra ngoài. Không. Không phải đấy. Hiểu rồi. Khinh người áo. Không. Hả? Nhu, mang cái gì? Hey, what's up, man? Tao mua cái TV. Yo. Chắc cứ bảo đây phá là thế nào nhỉ? Tôi đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài nhé. Bà, không cái hip hop rồi còn chê à? Đi ra ngoài đi nhé. Cô bảo vệ đấy nhé. Được rồi, biết rồi. Nhu phát cái gì? Chịu hít. Bà lên cái TV cái. Sao? Rồi, hiểu rồi. Thích trả tiền mặt hay giảm thẻ? Khổ quá thì tôi mệt với ông mấy ngày hôm nay rồi đấy, ông biết không? Sao? Đây, ông nhìn vào đây. Tôi nói với ông nhé, đây không phải là cái TV mà là cái lò vi sóng, hiểu chưa? Được rồi. Ông muốn mua TV thì ông đi sang bên kia nhé, tôi đi ra. Được rồi. Xin lỗi. Mệt người. Không phải quan trọng là nào đúng không? Cái TV này bao tiền nổ đi. Ai yêu thì danh, yêu tự do thì lên núi nghe đàn cha bi. Tôi yêu cha bi không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe cha bi chợt thấy náo lòng về một giấc mơ. Được rồi, con thấy bố dạo này hát không còn giữ được phong độ nữa, không còn giữ được cái chất giọng trầm ấm như ngày xưa nữa, mà hát lại còn bị phô nữa cơ, phô lắm. Bây giờ bố phải hạn chế uống rượu đi, mà bổ hẳn đi thì càng tốt. Rồi, thế thì uống đi. Bố vì làm tốt. Vâng, bố con mình còn uống rượu với nhau nhiều mà. Tôi nghe cha bi chợt thấy náo lòng về một giấc mơ. Ý như cái đường ống nước nhà mình nó bị hỏng mới sao ấy. Để lúc khác nha, anh đang hát cho bố nghe. Sửa nước đi. Ra sửa luôn bây giờ đi. Để lúc khác anh đang bận hát cho bố nghe. Cười thật đi. Chồng với trẻ con, đúng là cái đồ vô tích sự. Cô nói tôi vô tích sự đúng không? À. Được rồi, cô biết rồi. Đấy, bắt cuộc nhé. Ôi ôi, bắt con gái ông Trinh như này mà mày tát con gái ông kìa. Mày tát con gái ông thì ông tát vợ mày rồi nhất nhá. Ông dám tát vợ tôi à? Ừ. Nói cho ông biết nhá, ông tát vợ tôi nhá. Tôi đánh con gái ông ấy. Mày làm quá rồi nhá. Trên đời là.
Anh. Thôi em. Anh Lạnh. Lạnh á?